Tập 16. Hai người đợi ở đây đi. Tôi muốn nói chuyện một mình với anh ta. Ai chọc cô Trình bực như vậy? Sao lại buồn bực vậy hả? Thẩm Bạch Lâm, nếu anh có ý kiến gì thì có thể nhập vào tôi. Anh nhập vào em tôi là có ý gì? Được, vậy tôi nói cô biết, Trình Mộ là một tên phiền toái. Nếu không phải vì nó, sao em lại chia tay tôi cho được? Thẩm Bạch Lâm, nó là em trai tôi, không phải là phiền toái. Chia tay với anh là quyết định của tôi, không liên quan đến nó. Trình Ngọc à, Trình Ngọc, tôi cầu xin em, chỉ cần em không rời xa tôi sẽ lập tức xóa toàn bộ những tin tức trên mạng liên quan đến Trình Mộ. Tôi xin em đó. Bạch Lâm, tôi rất xin lỗi về chuyện một năm trước. Tôi không biết rằng chuyện đó sẽ gây đả kích nặng nề với anh. Nhưng mà Bạch Lâm, tôi thực sự đã từng yêu anh. Nhưng anh của trước kia khiến tôi cảm thấy áy náy bao nhiêu, thì anh của hiện tại là khiến tôi hận bấy nhiêu. Không khiến Mạnh Tổng phải phí công với chuyện trên mạng. Tôi với Trình Mộ không hề yếu đuối như anh nghĩ. Xin em, tôi cầu xin em đó, buông tôi ra, em là bạn gái tôi đi, buông tôi ra, cầu xin em đó, buông ra, là bạn gái tôi đi. Trình Ngọc, ông làm gì vậy? Trình Ngọc, anh của hiện tại thực sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Bởi vì một vài lý do cá nhân, tôi đã đưa ra quyết định sai lầm, cổ suý trên mạng và thổi phồng bệnh tình của anh Trình. Lúc này tôi chân thành muốn nói, xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đóng cửa tài khoản của mình, sẽ giải nghệ bắt đầu từ bây giờ. Là người này để biến khỏi internet càng sớm càng tốt. Đúng vậy, hiếm thấy cậu thông minh được một chốc đấy. Tôi đúng là hiếm khi. Ba mẹ em đã thấy chuyện trên mạng rồi, họ đều rất lo lắng cho anh. Ba mẹ sau khi biết em tìm thấy anh liền lập tức gửi video cho em, dặn em không được mắng anh, phải lựa lời an ủi anh. Ba mẹ không tức giận sao? Anh có muốn xem không? Được. Hàm Hàm, mẹ và ba biết được chuyện của Tiểu Trình trên mạng. Thực ra ba mẹ sớm đã biết tình hình của Tiểu Trình rồi. Hàm Hàm, ba với mẹ vẫn chưa hỏi con, là vì muốn để cho con chuẩn bị kỹ thì chủ động nói với ba mẹ. Tiểu Trình, con không cần phải lo lắng, chú và cô sẽ không vì chuyện này mà có thành kiến với con đâu. Chú và cô con sau khi thấy con với Tiểu Ngọc thì cũng yên tâm rồi. Nhiều năm như vậy các con phải sống trong khó khăn, sau này chú và cô sẽ là người nhà của các con. Tiểu Trình, cô không biết rằng con và ba mẹ con rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhất định phải nói cho con biết.
Trên đời này không có ba mẹ nào mà không yêu thương con cái của mình đâu. Sau này con và chú con sẽ là ba mẹ của các con. Đúng vậy. Khi nào các con nhớ chúng ta, cô yên tâm, cửa nhà mãi mãi rộng mở để đón các con đến. Em thay anh cảm ơn cô chú. Sau này ba mẹ của em sẽ là ba mẹ của anh rồi. Mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt đẹp, phải không anh? Anh cũng phải nhanh chóng lạc quan lên. Nếu anh đồng ý, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Anh đồng ý. Đừng sợ, có em ở đây. Mới sữa ít qua quả. Ăn táo đi. Làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Bây giờ anh mau đi mua cho em cái này. Chẳng lẽ em... Anh còn chưa đi sao? Phải làm sao bây giờ? Đứa bé này đến thật không đúng lúc. Em vẫn chưa chuẩn bị kỹ. Cái gì mà không đúng lúc? Anh sớm đã chuẩn bị kỹ rồi. Chuẩn bị cái gì chứ? Chuẩn bị cưới em bất cứ lúc nào. Cái gì vậy? Bên trong là các loại giấy tờ nhà đất của anh, sổ hộ khẩu, với cả thẻ ngân hàng, chìa khóa xe. Đây là tất cả gia sản của anh. Cái tên Hâm này, Trình Ngọc, từ giây phút anh thích em, anh đã Hâm rồi. Đi đăng ký kết hôn ngay lập tức. Anh phải thơm cục cưng của anh trước đã. Anh tỉnh rồi sao?
mau qua đây ăn sáng đi. Anh qua đây. Đều là em làm hết sao? Để anh thử nào. Thế nào? Rất ngon. Vậy thì tốt rồi. Nếu mà để anh chấm điểm bàn ăn này thì anh chấm mấy điểm? 100 điểm. 100 điểm sao? Nếu mà lần sau em đặt đồ ăn bên ngoài thì nhớ phải giấu kỹ hộp vào. Anh nhận ra rồi thì đừng nói chứ. Dù sao thì nếu giờ anh mới chê em không biết nấu cơm thì đã quá muộn rồi. Em có thể cứ vậy mà không biết nấu, bởi vì còn có anh mà. Dạ. Tối qua anh ngủ có ngon không? Hôm qua anh ngủ ngon lắm. Ngủ rất ngon. Vậy thì tốt. Ăn sáng nào. Anh muốn em đút cho anh. Sếp quay về rồi. Sếp à, sếp. Sếp à, tôi nhớ anh quá. Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Ngày tháng không có anh thực sự rất khó khăn. Vậy sao? Sao tôi thấy cậu chơi game vẫn vui như vậy? Cậu đừng có mà du quan tôi. Chuẩn bị tới đâu rồi? Để chuẩn bị xong rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Dạ, mời sếp. Đi thôi, hạnh phúc quá, đi thôi. Chào mọi người, tôi là Trình Mặc, quản lý cửa hàng Son. Tôi có rất nhiều thân phận. Tôi là một đứa em hay gây chuyện, một người bạn trai hay khiến bạn gái lo lắng, một quản lý cửa hàng luôn khiến các em buồn. Nhưng gần đây, chắc là mọi người đến xem livestream hỏi han tôi là bởi vì tôi còn một thân phận khác. Tôi là một người mắc bệnh tâm thần. Bệnh trạng của tôi là các cơn hoảng loạn liên tục do rối loạn căng thẳng sao sang chấn gây ra. Bởi vì căn bệnh này, tôi từng bị trầm cảm nhẹ, cũng từng có xu hướng tự sát. 13 tuổi, tôi đã gặp được một người thầy. Ông ấy cũng có bệnh trạng giống như tôi. Ông ấy dẫn dắt tôi đến với đồ ngọt, dẫn tôi đi làm quen với những người giống như tôi. Ông ấy khiến tôi thấy rằng ngoài thân phận người mắc bệnh này ra, còn có thể mang thân phận khác. Chúng tôi tham gia một hoạt động. Thầy tôi muốn dạy cho nhiều người mắc bệnh này hơn, có thể dùng chính đôi tay của mình để chăm sóc bản thân, có thể theo kịp xã hội, vẫn có những mối quan hệ, vẫn có thể chứng minh giá trị của bản thân. Ông ấy giúp nhiều người bệnh làm ra nhiều bánh mì, sau đó đem chúng đi bán. Nếu hôm nay tôi ở đây nói với mọi người những lời này, thực ra là vì tôi muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Từ hôm nay trở đi, Son của chúng tôi bắt đầu chiêu nạp tất cả những người mắc bệnh tâm thần. Mọi người có thể dẫn người mới đến học ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi sẽ vì bạn mà mang đến cơ hội việc làm. Tất cả các khán giả đang xem livestream, tôi cũng muốn nói điều này. Nếu bạn vẫn sẵn lòng đến với cửa hàng của tôi, các bạn vẫn bằng lòng mua đồ ngọt của chúng tôi, nếu bạn vẫn mong muốn cho những người như chúng tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời, thì cảm ơn mọi người. Hàng tổng, cửa hàng có chút chuyện cần ngài giải quyết. Được. Em trai của chúng ta thật giỏi. Tôi nghe nói tên Thẩm Mạnh Lâm này sau đó bị họ trục xuất ra khỏi nhóm. Những chuyện này đều được giải quyết xong rồi. Em cũng nên yên tâm đi thôi. Đúng vậy. Chuyện lần này có thể được giải quyết, anh cũng có công lớn. Anh nói đi, muốn phần thưởng nào? Luôn luôn yêu anh. Nếu muốn thêm thời hạn cho tình yêu này thì dừng lại. Sao bây giờ tay em vẫn trống không vậy?
到现在都还空空。Là đến khi nào anh chết? Trong đất không có sự sống, lại có một chồi xanh phấn đấu để sinh trưởng, mang theo cảm giác cay đắng, lại nở ra những bông hoa ngọt ngào và mát mẻ, mang theo hy vọng vô tận sau khi được hồi sinh, sức sống vô tận sau sự hoang tàn cằn cõi. Xin vui lòng mong chờ, chúng sẽ sinh trưởng một cách oan dại để dương đến mặt trời. Hy vọng rằng bà có thể cảm nhận và thấu hiểu, thông cảm và bao dung, lấy cái ngọt để hồi vị. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ kết nối Sol và đồ ngọt từ khiết cùng nhau khởi xướng hoạt động chữa lành, lấy hồi sinh làm khởi điểm, chiêu mộ những người bị bệnh tâm thần, miễn phí dạy mọi người cách làm đồ ngọt, bất cứ lúc nào bạn muốn, chúng tôi đều hoan nghênh. Đây là đồ ngọt của cô. Cảm ơn. Chúc quý khách ngon miệng. Chúc quý khách ngon miệng. Chúc quý khách ngon miệng. Để tôi ăn thử nào. Dạ. Có gì nói đó. Tôi thấy đồ ngọt ở đây rất ngon. Mệt lắm rồi. Sếp cũng thật quá đáng là đi tìm khoai môn nhỏ rồi. Đồ mới ra cũng không lo, liền lẫn đi mất. Chúng ta ở đây bận tới bận lui. Sếp thì hay rồi, đi hẹn hò. Thật quá đáng. Quy định mới của cửa hàng thoát ế sẽ được nghỉ làm. Chúng ta cố gắng nào. Đây là tôi có thể đợi được đứng ngày đó không? Cậu đoán thử xem. Đoán cái gì, đi làm việc đi. Được thôi. Em sắp phải đi rồi. Anh không thể ở lại đây với em thêm chút sao? Em muốn đi đâu? Em sắp phải vào học rồi. Chúng ta không được gặp nhau cho đến tận kỳ nghỉ tiếp theo. Vậy tôi làm thế nào để trả lại tiền cho em? Tiền? Tiền hả? Có phải tiền gia anh còn quan trọng hơn em? Anh không phải trả lại tiền đâu. Coi như tôi tặng cho anh. Đừng mà. Anh không phải ý đó. Giản Nhất Hàng, anh nói đi. Suốt cuộc là anh có thích tôi không? Khi nào thì em quay lại? Giáng sinh năm sau. Anh dây em, cả gốc lẫn lãi là 72.800. Mỗi tháng anh trả em 520. Anh sẽ cố gắng trả hết tiền cho em trước Giáng sinh năm sau. Đến lúc đó, mong em quay lại với thân phận bạn gái anh, được không? Giản Nhất Hàng, anh nói lại lần nữa đi. Đến lúc đó, mong em quay về với thân phận bạn gái anh, được không? Giản Nhất Hàng. Vậy thì trước khi em quay lại, anh không được tán tỉnh cô nào khác đâu đó nhé. Không có thời gian, anh còn phải đi làm. Làm gì có thời gian đi tán gái. Vậy để công bằng, em cũng sẽ không lôi thôi với người khác. Được. Biển lớn đúng là có một loại năng lực chữa lành thần kỳ, cho dù bất cứ lúc nào nhìn thấy cũng khiến mọi phiền muộn tan biến. Em còn có muộn phiền nào sao? Nói cho anh biết. Bây giờ phiền muộn của em chính là anh quá thuận lợi rồi. Em nên ra tay trước để chiếm được lợi thế. Thắng anh chắc rồi. Vậy em định ra tay từ chỗ nào? Em từ đây hay là từ đây? Từ đây, từ đây. Từ đây, từ đây. Hay anh chỉ cho em một ngôi sao được không? Được chứ.
Tư Hàm, em có đồng ý cùng anh đi vào một mối quan hệ pháp luật. Thế nào là mối quan hệ pháp luật vậy? Ví dụ như lấy anh, rồi mình trở thành người một nhà. Em đồng ý. Đã một năm rồi, cái gì cũng thay đổi rồi. Chỉ có hai chúng ta vẫn như vậy. Sếp vẫn chưa tăng lương cho cậu sao? Tăng rồi. Vẫn chưa dạy cậu làm đồ ngọt sao? Dạy rồi. Cửa hàng mới vẫn chưa cho chúng ta phụ trách sao? Đúng đúng đúng. Anh Ninh chỉ bảo đúng lắm. Hài lòng với những gì mình có. Mọi người hiện tại cũng rất hạnh phúc, rất tốt. Cậu sao lại giúp người ngoài vậy? Cái này sao lại giúp người ngoài được? Hai người đi làm cùng nhau sao? Sao vậy? Cửa hàng mới sắp khai trương rồi. Hồi hộp không? Hồi hộp làm gì có? Có anh Ninh ở đây, tôi làm sao hồi hộp được? Sau này anh Ninh sẽ là sếp của cửa hàng mới. Đừng đùa như vậy. Nói chuyện gì vậy? Anh Bạch à, không đỡ rời xa cửa hàng trước sao? Mặc dù cửa hàng mới rất tốt, tôi phải dặn dò hai cậu phải chăm sóc tốt nhân viên của cửa hàng mới. Họ là người mà sếp và Tư Hàm chiêu mộ thông qua kế hoạch chữa lành. Tôi đào tạo xong rồi, sau này ấy chỉ có thể dựa vào hai cậu. Yên tâm đi anh Bạch, có tôi với anh Ninh ở đây anh không phải lo. Được. Giảng Nhất Hàng, một tiếng không gặp mà em đã nhớ anh rồi. Sao em lại đến rồi? Không phải trước đây đã nói rõ rồi sao? Hôm nay em đến Squid tan làm, anh đến đón em. Hai người. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của em, còn em là bạn gái của anh ấy. Chúc mừng, chúc mừng. Ôi trời, lại một người nữa thoát ế rồi. Thoát ế sẽ được nghỉ làm. Chúng ta cố gắng nào. Vậy thì tôi chắc chắn phải cố gắng rồi. Cậu thì chắc là thôi đi, đi theo tôi. Đến cửa hàng mới làm. Anh Ninh, anh là anh Bạch thứ hai sao? Nói cái gì vậy? Nói chuyện gì vui vẻ vậy? Sếp à, sếp, trình mẫu chúng ta thật xứng một đôi. Được lắm sếp ơi, bây giờ đi làm còn dẫn theo chị dâu. Tóc rối rồi em, cẩn thận nhé. Chị dâu cậu cũng không giỏi nói chuyện hơn tôi đâu. Trình mẫu, em phát hiện ra gần đây anh ngày càng lười rồi. Anh không đi làm, anh cũng không kiếm tiền để nuôi gia đình. Em gầy sao? Thật à? Em gầy rồi sao? Sáng nay khi đi ra ngoài em có cân thấy mình tăng một cân mà. Vậy không phải chứng tỏ anh nuôi em rất tốt sao? Dì ơi, cậu ơi, Duệ Duệ, ba mẹ con lại cãi nhau rồi. Đúng là suốt ngày gây chuyện. Con có thể ở cùng dì với cậu không? Mau đến đây nào. Duệ Duệ, có nhớ dì không? Dạ nhớ. Cho ba nuôi ôm một cái nào. Qua đây. Con cao hơn rồi, lại còn béo hơn nữa.